Hello mọi người đã ghé thăm kênh channel của mình à, thì nếu mà đây á, là lần đầu tiên các bạn thấy mặt khuôn mặt của mình à, là đây là lần đầu tiên các bạn ghé kênh channel của mình đó, thì các bạn hãy cho mình một cái subscribe ở cái nút màu đỏ ở dưới nha, để các bạn có thể coi được những cái video trong thời gian sắp tới đây của mình, và cũng có thể giống như là trong tương lai tụi mình có thể trở thành bạn bè để cùng nhau chia sẻ và phát triển khi mà mình học tập và sinh sống ở nước Mỹ. Thì mình xin tự giới thiệu cho các bạn á, mình tên là An, mình đã ở Mỹ được 8 năm rồi và mình ở tiểu bang Cali, thành phố là San Jose. Thì cái chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn á, đó chính là tại sao người Việt á lại muốn giống như là từ Cali muốn chuyển qua những cái tiểu bang khác, những cái thành phố khác ở. Thì như các bạn cũng đã biết, Cali là một trong những tiểu bang mà đông người Việt sinh sống nhất ở nước Mỹ. Thì ở Mỹ có 3 tiểu bang có nhiều người Việt ở nhất, đó chính là Cali, Texas và Florida. Thì hồi trước có rất nhiều người thích tới Cali ở, tại vì cái khí hậu ở Cali nó rất là giống như là ôn hòa và nó khá giống với lại khí hậu ở Việt Nam, giống như là mùa đông thì nó cũng không quá nóng, mùa đông nó không quá lạnh, mùa hè thì nó không quá nóng, và ở Cali cũng có nhiều người Việt sinh sống nên là các bạn có thể ăn đồ ăn Việt Nam rất là ngon và rất là nhiều, các bạn không có còn phải giống như là nhớ đồ ăn Việt Nam. Hoặc là những mình biết có rất là nhiều bạn sinh sống ở những tiểu bang khác, các bạn đều muốn tới Cali chơi tại vì để ăn đồ ăn Việt Nam. Thì vậy thì tại sao á người ta ở Cali bây giờ người ta lại muốn mua qua những tiểu bang khác? Thì có rất là nhiều lý do để giống như là mua qua những cái tiểu bang khác ở. Thì mình tin chắc rằng một trong những cái lý do đó chính là giá nhà ở Cali càng ngày càng đắt đỏ hơn. Thì trong năm 2018 vừa rồi đó, mình không biết các bạn có theo dõi để biết không, thì giá nhà của chỗ mình ở là San Jose á, nó giống như là going crazy luôn đó, là giá nhà lên rất là nhiều. Mình biết có lẽ có rất nhiều căn nhà ở San Jose bây giờ là giá giống như là từ 800, 900 tới 1 triệu. Và đặc biệt nữa là trong năm 2018 á, mình biết có nhiều người giống như là đăng nhà lên chỉ có 1 triệu mốt thôi, nhưng mà có nhiều người giống như người Trung Quốc hoặc là những người Trung Quốc người ta đây, người ta đầu tư á, người ta sẵn sàng trả căn nhà đó 1 triệu 2 pay off luôn, giống như là trả tiền mặt luôn, mà còn trả cao hơn cái giá mà người chủ nhà giống như là muốn bán nữa, nên là đẩy cái giá nhà lên rất là cao. Thì giá nhà ở San Jose cao như vậy á, nó dẫn tới tình trạng là giống như là rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mới qua sau này có thể mua được nhà. Tại vì nếu mà một căn nhà mà 1 triệu mốt á, các bạn phải đao ít nhất có là 20 hay là 30%, đó chính là 200-300 ngàn. Như vậy đó cũng là một số tiền khá lớn so với rất nhiều người. Trong khi đó với số tiền 200-300 ngàn đó, các bạn qua những cái tiểu bang khác giống như là các bạn qua Colorado, có những căn nhà chỉ có 200-300 ngàn thôi, mà giống như là nó cũng có đất rất là rộng rãi, rồi nhà mới xây, rồi phòng ốc này nọ nó cũng đẹp. Hoặc là lúc các bạn muốn qua Texas á, thì cái giá nhà của Texas cũng chỉ là 300-400 hoặc là 500 ngàn thôi. Thì như vậy á, như vậy nó rất là nó rất là dễ cho người ta có thể có được căn nhà. Mà người Việt của mình thì hay có câu là an cư thì mới lạc nghiệp. Nếu mà các bạn ở San Jose mình nghĩ là rất là khó khăn để mà mua nhà. Có nhiều người ở cả đời ở đây cũng sẽ không mua được nhà, mà còn đặc biệt hơn nữa là giống như là San Jose nó là thung lũng của công nghệ. Thì các công ty giống như là Google, Apple hoặc Amazon nó đang dần có những cái trụ sở chính ở San Jose. Điều đó nó đẩy cái mức giá nhà của San Jose sẽ còn cao hơn nữa trong thời gian sắp tới, và giống như là tất cả cái chi phí với cái vật giá ở San Jose cũng sẽ cao hơn rất là nhiều. Tại vì khi mà những cái công ty công nghệ lớn nó có trụ sở ở San Jose, thì những cái người làm trong những cái công ty đó rằng là engineer thôi, người ta sẽ mua từ những chỗ khác tới San Jose để ở. Mà cái mức lương của engineer mà ở San Jose mình đó là trên 100 ngàn một năm rồi, thì nên là đẩy những cái như là cái mức sinh hoạt của San Jose nó sẽ nâng lên rất là nhiều. Mà ví dụ như còn
nếu mà các bạn chỉ là đi làm hãng hoặc là đi làm những công việc phổ thông bình thường thôi á, thì rất là khó cho các bạn giống như là để afford cái cuộc sống ở đây. Thì đó là lý do mà tại sao người ta muốn chuyển qua những cái tiểu bang khác ở nhiều. Là thứ nhất là tại vì giá nhà ở Cali càng ngày càng mắc hơn. Thứ hai á là công việc á, khi mà có quá nhiều người Việt Nam ở đây á, cái công việc, cái cạnh tranh nó rất là lớn, đặc biệt á là đối với những bạn làm nail. Thì nếu mà như các bạn theo dõi, các bạn cũng đã biết á, bây giờ á, làm nail ở San Jose hoặc là ở Cali là không có, giống như là không có ăn giống như hồi trước nữa. Các bạn phải đi những cái tiểu bang giống như là ít người Việt thì các bạn làm nail các bạn mới có thể sống được. Còn ở Cali á, nó quá nhiều tiệm nail và quá nhiều người làm nail đi, nên là cái mức giá nó rất là cạnh tranh, mà giống như là người Việt mình lại không có tính giống như là đoàn kết nữa, nên thường á giống như là thường lấy những cái mức giá rất là rẻ để cạnh tranh với những tiệm khác á. Thì như vậy á, những cái người người ta làm nail, người ta sinh sống bằng nghề nail á, người ta cũng giống như là rất là khó sống hay là rất khó để mà có thể làm ở những cái mức lương như vậy. Nhưng mà các bạn hiểu không, giống như là cái giá tiền làm nail thấp thì cái tiền lương của người làm nail cũng thấp, nhưng mà cái chi phí sinh hoạt thì nó càng ngày càng lên. Như vậy á, thì những cái người này á, người ta đều muốn giống như là mua qua những tiểu bang khác, thì ít người Việt hơn, ít người làm nail hơn. Bởi vì lúc đó bạn làm nail, bạn vừa có ăn, mà với cái mức lương làm nail đó, các bạn cũng có thể sinh sống được và cũng có thể mua được nhà. Trong khi đó, nếu mà các bạn ở Cali á, các bạn chỉ làm nail bình thường thôi á, thì các bạn chỉ sống như là vừa đủ thôi, các bạn không khó để có thể nào mà mua được nhà ở Cali. Cái điều tiếp theo nữa đó, theo như mình thấy á, là nếu như mà các bạn giống như là engineer hoặc là giống như là giỏi hoặc là có những ý tưởng kinh doanh đó, thì các bạn nên ở Cali. Còn nếu như mà các bạn ở Cali đó, mà với cái mức lương của các bạn đó, chỉ là 50-60 ngàn một năm đó, là nếu mà các bạn ở đây đó, các bạn chỉ là có cuộc sống vừa đủ, giống như là ở nhà thuê rồi như là sinh sống cuộc sống rất là bình thường này nọ, thì 50-60 ngàn các bạn nên mua qua những cái tiểu bang khác ở. Tại vì nếu mà cái lương 50-60 ngàn ấy là giống như nó là minimum wage của Mỹ vậy đó, nếu mà cái mức lương của các bạn chỉ có 50-60 ngàn thì các bạn đi qua những cái tiểu bang khác, các bạn cũng sẽ kiếm được những cái công việc có cái lương giống như vậy, nhưng mà cái chi phí sinh hoạt có thể nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với các bạn ở Cali. Các bạn chỉ nên ở Cali á, khi mà các bạn giống như là làm engineer, làm kỹ sư, thì tại vì á, khi mà các bạn học computer science, các bạn là engineer, thì các bạn ở Cali, các bạn ở chỗ của mình San Jose thì mới là chỗ cho các bạn phát triển. Tại vì nó là giống như là thung lũng của công nghệ, tại tất cả các công ty đều dồn vào đây, nên cái cơ hội mà bạn có chót, cái cơ hội mà bạn nhận được cái mức lương cao á, nó sẽ rất là nhiều hơn những chỗ khác. Nhưng mà nếu mà các bạn học những cái ngành khác, hoặc là các bạn học những cái, hoặc là các bạn làm những công việc bình thường giống như là làm hãng, làm nail này nọ, thì cái mình thấy là các bạn cũng nên suy nghĩ là mua qua những thành phố khác hoặc là những tiểu bang khác. Tại vì khi mà các bạn làm những cái công việc như vậy á, thì các bạn qua những cái, giống như mình đi, mình nghĩ là mình học accounting, thì mình qua được, mình qua những cái thành phố khác, mình qua Texas, mình qua Denver, hay là mình qua Florida, mình qua Atlanta, mình đi những chỗ khác á, mình cũng sẽ kiếm được cái mức lương như cái mức lương mà mình ở San Jose, hoặc là có thể cái mức lương của mình nó sẽ thấp hơn cái lương mà mình đang được trả ở San Jose, nhưng mà bù lại á, giá nhà và chi phí sinh hoạt ở bên đó nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Như vậy á, thì mình tin là cái cuộc sống của mình nó cũng sẽ giống như là, nhưng mà nó yên bình, về cái cuộc sống của mình nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều so với lại cái cuộc sống của mình ở San Jose. Tại vì ở San Jose á, thật ra á, các bạn rất là khó để các bạn có thể kiếm, các bạn rất là khó để các bạn có thể tiết kiệm được tiền. Tại vì mình bước chân ra đường á, là giống như là nó có đồ ăn Việt Nam, mình bước chân ra đường á, là nó có quá nhiều chỗ để mà các bạn có thể spend được tiền. Trong khi đó, nếu mà các bạn qua những cái tiểu bang khác á, nó ít đông đúc, ít nhộn nhịp hơn, mình không có nhiều chỗ để mình đi chơi, không có nhiều chỗ để các bạn đi ăn uống này nọ, thì cái cơ hội các bạn save up được tiền để các bạn mua nhà, các bạn phát triển á, nó rất là cao. Tại thì thật ra giống bản thân mình đi làm, cái lương của mình cũng thuộc dạng là ok, nhưng mà một tháng tính ra mình save up không có được nhiều tiền đâu. Tại vì có quá nhiều cái chi phí mà mình cần phải trả, mà giống như là mình thèm cái là mình đi ra ngoài, mình ăn đồ ăn ở ngoài, mình ăn đồ ăn Việt Nam, mình ăn những cái bên ngoài á, vậy rất là khó để cho mình có thể tiết kiệm được tiền. Trong khi đó, khi mà các bạn ở những cái tiểu bang giống như là
khác á, ít người Việt, ít đồ ăn Việt Nam, không đông đúc, không nhộn nhịp á, các bạn sẽ không có chỗ để các bạn spend tiền. Thì như vậy á, mình có thể để dành được tiền nó nhanh hơn là nếu mà mình ở Cali. Thì đây á là những cái chia sẻ của mình và những cái suy nghĩ của mình tại sao mà người Việt càng ngày á càng giống như là mua qua những cái tiểu bang khác ở mà không ở Cali nhiều như trước. Thì nếu mà các bạn có bất cứ câu hỏi gì hay là các bạn có những cái suy nghĩ khác về cái những cái điều mình nói đó, thì các bạn hãy comment ở dưới cho mình biết nha. Thì cũng cảm ơn các bạn đã ngồi lắng nghe những cái suy nghĩ của mình trong suốt 10 phút vừa qua. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.